Trong ngày 30 tháng 4, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về di tích lịch sử, đặc biệt Dinh Độc Lập để tham quan, trong đó có rất đông du khách nước ngoài. Đúng ngày này 47 năm trước, xe tăng của quân giải phóng đã húc tông cổng chính và tiến vào Dinh Độc Lập. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được kéo lên. Hòa mình trong dòng người hôm nay, nhiều cựu chiến binh cũng tới nơi này để ôn lại những chiến tích hào hùng của dân tộc. Hôm nay là ngày kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thế nên là cách đây 2 năm, năm 2000 chúng tôi đã đến đây tham quan và cũng rất là nhớ đến cái ngày 30 tháng 4. Ngày hôm nay thì cũng cố gắng bớt chút thời gian đến để mà mình thưởng thức cái ngày thống nhất của nước Việt Nam mình. Đây cũng là những cái dịp tốt để cho mình thấy được là người dân Việt Nam mình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giành độc lập. Mình phải nhớ đến những cái ngày này. Dinh Độc Lập có diện tích xây dựng 4.500 m², nằm trong khuôn viên 12 hectare phủ xanh bởi cây cối. Tòa nhà cao 26 m gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và 1 sân thượng. Trong đó dinh có hơn 100 căn phòng, trong đó các phòng đặc biệt như phòng trình quốc hội thư, phòng làm việc của phó tổng thống, phòng ngủ của tổng thống và phó tổng thống, phòng giải trí. Trên sân thượng của dinh hiện vẫn có một chiếc trực thăng UH-1, đây là loại máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng tại chiến tranh Việt Nam năm 1962. Ngày xưa cũng là một người lính của họ trong quá trình chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì giải phóng miền Nam đến chưa bao giờ bác được đến dinh xem cái sào huyệt thì cuối cùng của Mỹ quân ngụy quyền hôm nay có thời gian để bác muốn đến Dinh Độc Lập là thăm quan đồng thời để biết thêm một phần nào đó của lịch sử đất nước. Ngoài ra, Dinh Độc Lập còn có khu hầm chứa bí mật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhà trưng bày với hơn 800 tư liệu giấy và hình ảnh với nhiều chủ đề như đời sống Sài Gòn thời Pháp thuộc, cuộc chiến giành quyền lực ở Sài Gòn, gia đình trị vì của các Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, vụ ném bom đảo chính tại Dinh Độc Lập Việt Nam Cộng Hòa năm 1962 và chiếc xe tăng số hiệu 390-830 của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mỗi lần mình về đây mình cứ thấy cái công sức của cha ông chúng ta đổ ra xương máu rất chi là hào hùng, cái rất chi ghi nhận. Theo một hướng dẫn viên du lịch tại Dinh Độc Lập, trong khoảng một tuần gần đây lượng khách tham quan đến Dinh Độc Lập một ngày một tăng. Trong ngày hôm nay, những hướng dẫn viên ở đây đã bị quá tải bởi nhu cầu hướng dẫn tăng cao. Tuy nhiên đây là tín hiệu đáng mừng bởi người dân dành sự quan tâm lớn với sự kiện lịch sử, di tích văn hóa của đất nước.